Hôm nay chúng mình lại lên Surprise, motherfucker. vui mà đúng không? Thực ra là hôm qua mình bị stress mất ngủ. Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật, xong rồi sẽ nói bí mật cho cả thế giới ấy. Không được. Anh suốt ngày Thế mày có đòi. quyền gì mà mày lừa tao bao nhiêu lâu như thế? Anh Tao có hỏi thể mày. không tiếp tục yêu em nữa Tại vì mà. tao bị lừa. Bây giờ thì mẹ đã đến mức nhóc đéo còn gì để mẹ mày phải họ nói chuyện với nhau nữa rồi, hiểu không? Cái bí biết là gì thế, không biết nói gì. Lúc trước lúc nào nó cũng là một đứa con gái tốt, chỉ khi nó bị thả thính nhiều quá thôi nó mới thế. Như tôi bị thả thính quá nhiều đây này, cay bí mẹ, cay thật mà. Tôi xạo lờ làm chó luôn. Đùa. Quá đáng vãi nồi thật. Never, never thích một thằng nào trước cả. Bao giờ kiểu phải để cho các bạn, kiểu các em kiểu tán mình. Thằng nào chị tán mà không đổ chị bỏ qua luôn. Thằng khác luôn. Hôm nay chúng mình lại lên Surprise, motherfucker. vui mà đúng không? Thực ra là hôm qua mình bị stress mất ngủ. Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật, xong rồi sẽ nói bí mật cho cả thế giới ấy. Không được. Anh suốt ngày Thế mày có đòi. quyền gì mà mày lừa tao bao nhiêu lâu như thế? Anh Tao có hỏi thể mày. không tiếp tục yêu em Tại nữa vì mà. tao bị lừa. Bây giờ thì mẹ đã đến mức nhóc đéo còn gì để mẹ mày phải họ nói chuyện với nhau nữa rồi, hiểu không? Cái bí biết là gì thế, không biết nói gì. Lúc trước lúc nào nó cũng là một đứa con gái tốt, chỉ khi nó bị thả thính nhiều quá thôi nó mới thế. Như tôi bị thả thính quá nhiều đây này, cay bí mẹ, cay thật mà. Tôi xạo lờ làm chó luôn. Đùa. Quá đáng vãi nồi thật. Never, never thích một thằng nào trước cả. Bao giờ kiểu phải để cho các bạn, kiểu các em kiểu tán mình. Thằng nào chị tán mà không đổ chị bỏ qua luôn. Thằng khác luôn. Hôm nay chúng mình lại lên Surprise, motherfucker. vui mà đúng không? Thực ra là hôm qua mình bị stress mất ngủ. Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật, xong rồi sẽ nói bí mật cho cả thế giới ấy. Không được. Anh suốt ngày Thế mày có đòi. quyền gì mà mày lừa tao bao nhiêu lâu như thế? anh Tao có hỏi thể anh mày. có thể không tiếp tục yêu em Tại nữa vì tao mà. bị lừa. Bây giờ thì mẹ đã đến mức nhóc đéo còn gì để mẹ mày phải họ nói chuyện với nhau nữa rồi, hiểu không? Cái bí biết là gì thế, không biết nói gì. Lúc trước lúc nào nó cũng là một đứa con gái tốt, chỉ khi nó bị thả thính nhiều quá thôi nó mới thế. Như tôi bị thả thính quá nhiều đây, cay bí mẹ, cay thật mà. Tôi xạo lờ làm chó luôn. Đùa. Quá đáng vãi nồi thật. Never, never thích một thằng nào trước cả. Bao giờ kiểu phải để cho các bạn, kiểu các em kiểu tán mình. Thằng nào chị tán mà không đổ chị bỏ qua luôn. Thằng khác luôn. Nhớ subscribe để nó biết tí. Nhớ subscribe để nó biết tí.